Ngày 31 tháng 7, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, ngành chức năng đã ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với ông Hà Văn Cường, sinh năm 1973, ngụ đường Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều về hành vi cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 23 tháng 7, Tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính bà Tăng Tị Thanh Tuyền, sinh năm 1980, thường trú tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, ra đường nhưng không mang theo các loại giấy tờ chứng minh mình ra đường với lý do chính đáng. Bà Tuyền thừa nhận hành vi của mình là sai quy định và đồng ý ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính với số tiền phạt 2 triệu đồng. Đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, ông Hà Văn Cường, chồng bà Tuyền, mang theo biên bản xử phạt vi phạm hành chính đến địa điểm tổ công tác đang làm nhiệm vụ thắc mắc về hành vi vi phạm của vợ mình. Tổ công tác giải thích cho ông Cường về hành vi đi ra đường không mang theo thẻ đại diện hộ dân mua hàng hóa thiết yếu là vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông Cường tranh cãi với tổ tuần tra và xé biên bản vi phạm hành chính tại địa điểm tổ công tác đang làm nhiệm vụ rồi lên xe bỏ đi. Sau khi đi khoảng 15 phút, ông Cường quay lại nói vợ tôi đã đóng phạt rồi và lên xe đi. Đoạn clip quay lại sự việc trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Đoạn clip ông Cường liên tục tuyên bố với lực lượng làm nhiệm vụ việc doanh nghiệp mình từng ủng hộ tiền làm từ thiện cho người dân ở phường. Sau khi bị lực lượng chức năng mời lên làm việc, ông Cường thừa nhận phát ngôn và hành động xé biên bản của mình là sai và xin rút kinh nghiệm.